cây chanh dây thì nó tương đối giống với cái hoa của cây dây nhãn lồng các bạn. Bên trong cuộc của cái quả chanh dây thì nó tương đối giống như cái quả nhãn lồng nè bạn, cái mùi hương cũng giống giống. Cái chanh dây thì được người ta ưa chuộng hơn, cho nó quả nó lớn nha.